Ok, hồi đây anh em, hôm nay chúng ta lại thử một con game mới, một cái chủ đề cũng tương đối mới, đó là chủ đề hành động FPS bắn súng rất là dồn dập liên tục luôn. Game này nó mới ra mắt trên Steam vào cuối tháng trước thôi, cách đây khoảng là một tuần hai tuần gì đó. Bumkin Jack, con game Bumkin Jack của chung cái nhà phát hành con game này, nhà sản xuất con game này á, là con game có mà cái thằng đội mũ đầu bí ngô cầm cái lưỡi hái tử thần á, game đó cũng rất là thú vị nha. Giá nó cũng cực kỳ rẻ, anh em thích cái thể loại mà hành động dồn dập liên tục đi gần đi màn phiêu lưu á thì có thể thử qua game đó cũng được. Hy vọng con game này nó cũng làm tốt được như thế. Con game này là hướng đến yếu tố FPS hành động rất là nhiều, mình có thể cưỡi khủng long, là cưỡi xe máy nè, yếu tố di chuyển của nó cũng rất là thú vị nữa. Mình có thể chạy double jump, chạy trên tường, chạy nhanh, nhảy lướt, rất nhiều thứ kết hợp với nhau. Hy vọng vào trong game thì nó được như cái trailer này. Tôi thì cũng chưa có chơi thử lần nào nhưng mà nhìn cái trailer rất là ấn tượng á, anh em nhìn cái yếu tố hành động nó rất là dồn dập luôn, chiêu chiêu nhảy nhạc đó nè. Cái này là bắn súng tầm level vũ trụ rồi, nó giống con gác là ghi chat, có một cái con nhỏ nhỏ bay bay hơn mình mà. Gác ghi chat là cái con mà đội cái mũ robot, con kia cũng dạng ba đó, không biết có trên Steam không. Bumkin Jack nè, đây viết chết and lan chắc đây, nó cũng na ná cái thể loại con game này, vẫn là bắn súng rồi phi lưu rồi địa hình gì đó, nhưng con game này thì nó 3A nên nó sẽ khác, giá cũng 4 lần, không thể so sánh với nhau, nhưng mà cái lối chơi style của game này nó tương tự như nhau. Đây là con Bumkin Jack của chung cái nhà phát hành luôn, dẫn cái yếu tố hành động đi phiêu lưu hay màn như thế này, giá nó cũng từng rất rẻ nha, giảm 70% còn bảy mấy ngàn là anh em có thể thử qua cũng được. Nay chúng ta thử con game mới ra mắt vào cuối tháng 8 vừa qua rồi. Đâu đó, đây game này hồi nãy tôi vô option đó, nó có một cái rất là buồn cười luôn, Evil Raptor. Cái đoạn này cái tiếng game nó lớn quá nha, anh em nhìn tới vô option cái phần đồ họa nè, đó nhìn để có hình cao quá trên, thấy ghê chưa. Nhưng anh em nhìn kỹ nè, nó có cái phần bóng này á đó, nó có hai cái option nè, cao với mà cực kỳ cao à, trong khi có phần bóng này nó ảnh hưởng đến FPS của con game là nhiều nhất luôn đó nha. Trong những cái setting cài đặt thì có phần shadow này nó ảnh hưởng FPS rất nhiều, nhưng mà nhà phát hành không cho chúng ta giảm. Tuy nhiên cũng có một cách nữa vô chỉnh cái file được. Nhạc ngang cũng rất là sôm nha, nhạc này nó dạng như mà cái tiết tấu nó rất là nhanh, nghe rất là vui nhộn luôn á. Thôi chúng ta bắt đầu thôi. À, cam file game này làm nhạc cũng chất hết, rất là bốc luôn, dạng như nhạc sàn đó, bắn súng mà nhạc dồn dập như thế này nữa. Đại dương hả? À trên trời mà tàu bay à, cái đoạn trong cái trailer này nè, đó lên cái nhạc đó nè, hay nhạc hay. Gửi chưa? Theo kế hoạch của tôi thì gửi từ ả, chúng ta sẽ tự do về nhà thôi. Có ai ở nhà không? Này thanh niên này cuối cùng bị bắt ở giờ này. Okay then, be that way. We'll see who's giving who the cold shoulder when I bust out of here all by myself. And if I just so happen to get us both out, you'll just have to settle for owing me your life. Watch and learn. Trên mà học này Mr. Driver. Anh bất tài ơi. Drone. Oh, but it's important. I said cram it, you sack of crap. I can do this all day. Oh, for butt's sake. What? Ah, you're finally listening. You know, ever since you threw me in here with Captain Sunshine over there. Google mà nó dùng cái từ cảm thấy là say xe. Nine. And I can't help but think you're not upholding your responsibilities. Eight. According to the algorithm convention. Seven. What the heck? And I know mobsters aren't so keen on rules. Six. But come on. Where's the effort? Where's the respect? Five. Why, the last time I was kidnapped. Four. I at least had a 3-2-1 duck. Huh? Cái con này nó nói đến nỗi mà cái thằng lái tàu nó sắp cái tàu bay luôn. Vậy là thoát đó hả? Vượt cột bằng mồm đó anh em thấy chưa? Nè, con này giống con phun kim chắc nha. Trên cái hòn đảo như cái hòn đảo nhiệt đới vậy. Có chim hải âu, có những cây dừa, lại có ven biển đồ nữa. Hiệu ứng khói làm kém quá.
Oh, yeah! What did I tell you? Good thing I was smart enough to think for both of us. So, are you gonna tell me your name now? Or can I just call you Captain Sunshine? Exy. Jeez, that's uninspiring. Sorry I asked. Well, Exy, now that I've saved your life, I'm gonna call in a favor. Get me the heck out of here! In your dreams. Thanks to you, the whole mob's gonna come after me. Cái thằng con này biết nói rồi đó. Bây giờ tôi thấy đi meme lên tao nó không nói không à. Come on. I'll make it worth your while. You wanna get off this planet, right? I'll get my claw on a ship. But I need your help. You can get me off Data Bay? What, you can just find me a ship? Yeah! I already got one waiting for us. It's right over there. Đi ở bến tàu hả? Có một cái trụ đằng sau bến tàu. Fine. But on one condition. Once we're out of database orbit, we go our separate ways. Rồi. Nó với mình sẽ cộng tác với nhau nhưng mới với một cái điều kiện á là mình với nó sau khi đạt được cái mục đích thì sẽ chia ra thôi. Không có đi với nhau nữa. Let's just go. Hóa ra là hai con này không phải nó quen nhau từ trước. Đây, vô game. Rất là mượn màng á. So where are we going anyway? Straight forward. Đúng cái kiểu mà Robo điều khiển luôn á. Tấn công cận chiến bằng nước nghe. Đánh mấy cái thùng. Chỗ này điều khiển rất là mượt mà nha. Nào. Nhảy nè, lướt nè. Double zoom luôn đó. So, spill the oil. How do you wind up in the back of a mob car? Hey, I'm not in this to make a friend. No small talk, drone. Oh, this is gonna be. Được. Này không phá được cái gì đó. Đã, game này rất là trơn tru mượt mà luôn. Cảm giác nó hành động. Vì sao là nó càng mượt như thế này thì đánh boss càng mệt á. Để thử cái hiệu ứng mà. Ê, không biết bơi hả? Giờ còn hướng dẫn double jump gì nữa anh. Chứ giờ nhạc nó lại nghe nhỏ nhỏ thôi. Không có đã tay tí nào chứ. Lên. What are you doing? Hey, đỡ tay, đỡ tay. What are you doing? Để nó lỡ tay mà. All right, I'll be quiet. Just calm down. Jeez. Mình đánh nó còn nó con này nó quản liền. Bây giờ tôi sẽ cầm mà bình tĩnh đi, đừng có làm loạn nữa. That's not right. Oh. Có combo luôn nè. Ủa sao nãy làm được ta? Kỳ vậy? À, ship nè, e nè, ship cái nữa nè. Khó làm lắm. Hả? À, đừng có nói là quýt thăm event nha. Dạng canh cái nó bật đi hết. Đi đâu nữa giờ? Ở game này nó không có chỉnh độ khó dễ đâu nha. Chị nào mới gói súng rồi. Nhìn mấy cái này giống như là cái ổ đĩa cứng của anh em vậy. Gì đây? Đúng rồi bạn. Ây da. Like here for example. This marketplace sells cooling fluid, metal scrap, and all kinds of useful stuff. Right. File that into useless trivia that doesn't help anyone. Spoil spoil. Tránh ra, tránh ra. Đầu xanh nè. Này thì nhuộm tóc nè, nhuộm tóc. Cảnh ngồi bất động luôn rồi, cháy sạp luôn rồi. Gì đồ dữ vậy nè. Và phải chứ, mấy anh quẩy ở đây. Hai dắt, bung kim dắt nè. Còn có trong trailer nè, bây giờ nhấn nút C để nhảy á. Mấy anh Robo là cũng quẩy phết nữa. Đi dây đâu? Được to không? Ờ cái này cái đèn không? Trời ơi. Trời đi đâu nữa trời? À đây.
Nãy giờ mình đánh mấy cái này là lụm được 100 mấy cái này nè. Tôi không biết để làm gì nữa. Chắc là cái đơn vị tiền tệ trong game thôi. Để nâng cấp hay là làm gì. Hey, fun fact! You know what those blue pipes are for? I bet you don't! They're pumping water to cool off those memory banks. They're literally one of the planet's biggest tourist traps. I liked you better when you didn't talk. Nhạc nghe cũng đảo hết đó nhá. Cái này nó không tắt luôn hả? Ủa? Chẳng mấy thanh niên ở đây suốt ngày mà quẩy như thế này hả? Giải tán giải tán lắm đâu. Ôi vãi, giết 10 cái mà cư dân ở đây người không có làm cái gì hết trơn nhưng mà lại chết quan mạng. Cái thành tựu méo vậy. Rồi, mình độc ác lắm. So, since we're getting to know each other and all. We're not. I'm Shitset. I was designed to be system manager for database central bank. But crunching numbers all day just got so boring. So I spent months devising a plan to break free of my position and make off with every botcoin in the bank. And it worked! Kinda. Florida. Uh-huh. And what part of that spiel am I supposed to care about? Gì đó? Ủa sao bên đây có đường nữa ta? Ủa bên đây đi đường nào? Bên đó đi đường nào? Hả? Trời ơi. You're a hacker? You seem so low tech. I've been picking up tricks before you were even assembled. I hope for your sake you weren't lying about that shit. What? Me? Lie? Never. Not to a trusted colleague like you. Focus. We're deep in Robogli-only territory now. Okay, I'll admit it. I'm just plain curious. Just who are you, Exy? No. Oh no! I suddenly forgot where that spaceship is. I'm a mercenary, all right? Fighting, hacking, hunting down mark after mark. That's my life. At least it used to be. Wrong place, wrong time. Now the algorithms put a bounty on my head. I've been on the run ever since. When the Robogli-onis caught wind I was on Data Bay, they jumped me to claim the bounty. Well, looks like Lady Luck. Tiếp tục phải hack rồi đi thôi. Dẫn vô cũ hả? Ủa? Snap. Cái gì nữa đây? Là sao? Tích cơ. Trời ơi, đúng tam bị bên một đống game luôn. Giờ còn ham ham máu à. You did nothing but scream. Hey, I could have blasted them all if I wanted to. I merely needed to gauge your abilities for myself. Khéo khéo chết ở cái đoạn tutorial này là mấy nhục luôn nha. Ở đây phải không? More and more monsters. Rồi. Anh này sao bị đơ vậy? Hello. Hát nữa à. Nách rồi con rắn. À. Đợi rắn săn mồi. Giờ mới để ý cái chữ đó. Ủa, chỗ này giống nãy mình đi qua quá vậy? Ủa sao cái đứa nào nó mà coi báo động rồi kìa?
chưa có súng nữa nên mà đánh tay không à. Cái đòn combo nó gần như không có gì. Cái gì đó? Súng nó đi sai rồi, tạm tạm. Hả? Mày lấy cái súng ra đâu thấy? Just flying around next to one of the mobsters you knocked out. Hand it over. Hey, that was my gun. Nó có một tay mà nó bắn súng được. Một. I know how to cross. Đó. Giờ chúng ta mới có thể xả súng thoải mái đây. À, lấy tụi nó làm cái tạo đường đi, dẫm lên sát quân thù. Đồ quân ta xây sát quân thù. Đi, chìa khóa. Cắt, cắt, nghe. Rồi, rồi. Có súng vào cái là khác biệt liền. Ủa? À, súng này nó không tính theo đạn mà tính theo nhiệt. À. Ủa sao nó trâu dữ vậy? Còn lại hack nữa hả? Kia rồi. Lại cho máu. Chi xeo ba cái vỏ. Trái. Chọn đó. Nhưng mà có cái nút nào có ngắm bằng cái mà không cần gục. Tí nữa cái gì thử tay cầm. Fit gun đó. Thôi. Đi qua màn được là đỡ khó rồi. Nó không có cái kiểu ngắm mà tết ghét nhưng mà hon á. Bây giờ hon thì già cả như tôi thì khó giữ chuột lắm. Cái giá. Cái gì nó bắn mình vậy? Thằng này. Đi. Ủa nhầm sorry. Cái này là cái cửa hàng 100% không có lừa đảo. 100% no kiss cam cơ. Hello buyers. Tìm cái gì ngon nghẻ ở đây à. Còn hàng có giá trị rồi đó. Miễn phí luôn đó nghe. Tôi thấy có sặc mùi lừa đảo trong cái cửa hàng luôn.
Hold on, that's drop space shipping. They give those away for free on Body Express. Drop. He's a professional. What's our next move? How about providing us something of actual use? Perhaps weapons, grenades. Có thứ gì thực sự hữu dụng không? Như là súng hay là lựu đạn gì đó. Guns, we can upgrade them. We're technicians before anything. I don't have anything right now. Aha! Then you're precisely the kind of customer we're looking for. Introducing our exclusive welcome package. Đâu 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 đơn hàng giới hạn gì đâu. First and currently only client, you're entitled to a free weapon gift. If our gift is to your liking, please don't hesitate to return. We'll be here awaiting your next visit. Oh, chợ đen, chợ đen. Mua sao ta? Miễn phí đây hả? Bắn ra một cái tia acid miễn phí luôn. Cái này là súng laser, không có cho dùng thử hả anh? Nano. Cái này giống cây sọt ganh lắm. Hai cây súng đạn gấp đôi. Ý da. Thôi thì gấp phái chúng lục, nhưng mà nhìn cái acid thì cũng phái nữa. 1000. Thêm cái vụ nổ. Mua luôn cây này. Thêm con ninja. Hả? Sẵn sao? Sẵn sao? Ủa, tôi mua 2 cây luôn mà. À, quy. Cây này là cây nào vậy? Rồi, có cây AK với mà cây súng độc thôi. Cái gì nữa? Thôi thôi, từ cây súng lục tôi đâu trời. Ship set, where's the goddamn ship? These mobsters are getting angrier by the minute. Trust me, Etsy. Trust the plan. Rồi bắn sao không được. Rồi, phế lòi luôn rồi anh em ơi. Biết chị tôi xài cái súng độc rồi. Ê. Nhìn cái này như một cái chiến hạm nha. Rồi hết á. Hell yeah! Great team! Those turrets are no match for us! You're still doing absolutely nothing. Nhảy! Cá như chúng tôi à. They must have planted this boat there. They're probably waiting to ambush us. How do you know? Because that's exactly what I. Không, mình không có bắn con này đâu. Tôi ghê cái con chó vô gần nó là nó chạy à. Nó không phát. You want to take yourself? Be my guest. No, don't be silly. I couldn't take all the glory for myself. You worthless drones! Launch the gamma turret. Gamma what now? Ê. I own this planet, but you I snap and I don't take kindly to trade. Vậy là phải canh hai cái nữa. Stop hiding. There's nowhere to go. Đau, chết luôn. Chưa gì hết đã bắt đầu ăn hành rồi. Rồi.
nhìn mà giống vu công quá ha, cái tay khá là dài, cái chân này nãy bắn tôm chưa. Ủa chết là mất hết điểm rồi ta, sao còn có 11 điểm vậy ta. Rồi ok tiếp. Ý ý ý. Ồ nó bắn cái này đỏ luôn. Trời mất 13 máu nữa chứ. Sao cái gì? Té xuống nước nó mất máu nhiều hơn bị bắn thôi chứ. Game tốt quá, cho mình máu liên tục luôn. Mình sợ bị thiếu. Anh đồng game tốt bụng đó. Gì đây? Các cảnh như thế này thường là chúng ta sẽ đấm boss đó. Ha ha ha. Tụi bay thầy ngồi. Cốt truyện con này thì cũng thấy tương đối đơn giản, nó chưa có đào sâu vô nhiều nữa. Shut up! I'm trying to focus! Get up, goons! Ê, ê! Mấy bạn đèn hình đó. À, nó gọi đệ. Nó chơi nó bật cấp siêu là sao ta? À, hack nó. I'm gonna drink oil out of your face plate tonight. Ê, trời ơi. Cái trò hát hát trong game này nhìn nó thú vị hết đó nha, hết máu rồi các bạn. Đạt được thành tựu đúng lúc ông này khách online luôn. Finally, there's my ticket off this crazy planet. Đây, cái vé đi mình rời khỏi cái hành tinh chết tiệt này. Goodbye forever. Tạm biệt, hẹn không bao giờ gặp lại. Thôi nè, chúng ta là một cái team tuyệt vời mà. Hãy tưởng tượng những cái cuộc phiêu lưu cực kỳ thú vị mà chúng ta có thể tham gia nữa. Bạn và tôi, những người bị anh hùng sáng tạo ra nó, một cái huyền thoại trong cái thế hệ này. Thôi. Rồi, end game, chúng ta phá đảo, hai nhân vật đã đi hết. Ai đây? Con này nó nhìn giống giống mình vậy. Rồi đừng có đá nè anh ơi. You're Exy. Go to Echo Point if you want to make it off this planet alive. Thì đến cái điểm này cho trên cái thành viên này.
An algorithm soldier. What are you doing here? Database currently under assault. The ambassador is requesting your assistance in combating the threat. Make your way to Echo Point. We'll make sure the path is clear. And why would I do that? The choice is yours. At this rate, Data Bay will soon be reduced to scrap. Echo Point is the only extraction site. Fine. If the ambassador wants to see me, he'll see me. Cái bên lính tập hợp gì nó có cái thằng lính này lại nha. Bây giờ mình phải mở cái đường máu đi thẳng lại cái chuyện. Có điên lại. Planet under attack? By who? And why does the algorithm want your help? Cái thằng đấy đừng bị tấn công bởi ai? Not like I know anyway. Đi đâu anh không chỉ đường với anh vậy. Vô tôi châu phôi là cái châu phôi đó chỗ nào. Chào. Nghiêm quá ha. Chào đi, chào. À. Chắc cái đường này quá. Nó có cái đường này. À, né cái đường xây xây đó. Are you following me? I told you, our deal's off. Hey, ủa, cái này. They are, they're not playing around. Cái này dân làng thôi. Tội nghiệp mấy anh dân làng quá, tội nghiệp quá. Nó còn sầu lông mô sành ở cái cảnh đó nữa nhá. Ủa đi đâu nữa? Đứng ra đi tới bản nha, đi bằng niềm mà. Mình chạy từ đó qua đây, không lẽ đi vô cái chỗ này. Game này không có dẫn đường gì cả. Sắp hết máu luôn rồi. Ôi trời ơi. Tôi vừa có một pha chơi cực kỳ ngu. Ok. Yikes! Who the heck are these bolt brains? I've never seen them before. Whoever they are, I'm not going down easy. Một ma. There's shark bots. We're getting chased by a bunch of fish. Anh em thấy nghệ thuật chưa? The ambassador. Why does the most powerful bot in the algorithm want to see you of all people? Beats me. Bot knows I'm pretty high up on their most wanted list. Robot công nghệ gì mà cầm súng bắn nhau như thế này phải không cắn nước được. But you get a personal invitation? What makes you so special? Whatever it is, it's not like I can say no. Giữa trái quá đơn giản, quá dễ dàng, quá kỹ thuật. Hey, what's that big thing over there? It looks like some kind of hologram. At this rate, we'll find out soon enough. Cái này quanh dung nó làm chưa mượt lắm nha. Tôi cảm giác là nó cắt bỏ nhiều cái khung hình nữa.
Nó đứng đơn nhà cái máy chém luôn. Nghệ thuật. Selfie shooter on your weapon? Capture the moment only costs half your savings. Boy này uống đầy quá. Oh, waste our time. Don't mind them. Let's refine that weapon, shall we? Quay cùng bên phải. Keep going, minions! Burn this planet to a cinder! Destroy it all until nothing remains! Until I get what I came for, leave nothing behind! Every pathetic tree, every grain of sand, everything these pathetic fools try to hide under, obliterate it all! These fools can lie, cheat, and steal all they want, but they will never make a fool out of me again! Scour every inch of this planet's database secrets will soon be mine! I am unstoppable! Nothing can stand in my way! I'll leave this planet in pieces, and I will claim my prize! Who the heck is that guy? That's the first time I've ever gotten the creeps from some weirdo in a fish tank. Whoever he is, I'm not sticking around to find out. Cái gì? À, rồi. Dạ. Resistance is futile. Nobody can withstand the wrath of the Abyssal Army. Surrender what I came for, and I'll make your destruction quick. Ban cái vỏ. Exi, we're losing airspace. Our gunners are being shot down one by one. No, 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 no! We need to get to Echo Point! We're hit. I repeat, we are hit. Exi, if this keeps up, Echo Point won't be there by the time you arrive. We need your support. Hurry! Our anti-aircraft gun is right there. Talk about an army! These guys can barely defend themselves! Bộ đồ gì có mà nuôi cho em dí? Cái gì nó đã gì chơi đến siêu cấp chiến hạm hả? You know how to use this thing? I told you I picked up a lot of tricks. Alright, hotshot. I'm bot now. Let's see how good you are at protecting me! Game này nó làm đủ cái đoạn đi đi game vô. Ê, sao tự nhiên đông đi nè. Được rồi anh ơi, cái mini game này nhỏ nhỏ thôi. Cái tốc độ chuột là khi tôi nhắm vào cái súng này đó nha, là nó cũng là không có đồng bộ với tốc độ ngoài game, nên cảm giác nó hơi nhạy hơn tí.
rất là khó ngắm luôn. Súng vô hạn đạn thì còn lo cái gì nữa. We appreciate your support, Exe. You're welcome, humble moron. All in a day's work for a legend like me. I just hope this was worth all that time. The ambassador is still waiting for you at Echo Point. Considering the mình là dạng cũng có số má trong cái quân đội này lắm đó nha. Chứ không phải là dân đen bình thường đâu. Lính ở đây nó có tôn trọng mình luôn. Now this I can get behind. Súng mới, súng mới. Big gun. Big gun. Cái giọng cái con đó là nó biến thái như thế. Give me the gun, give me the gun. No, stop asking. Weapon hog. Có ai ra thử súng mới không nào? Hả? X 7 X. Cái này hồi cũng lâu rồi. Trời, bắn nó văng ngược coi. Minions, what's taking so long? Obliterate this place before I really lose my patience. Destroy everything. Destroy it all. À, em cảm giác nó chạy lại gần thường á là nó sợ bị sờ kíp mấy cái pham hình luôn, khiến cái chuyển động vô mà lúc mình chạy quanh dung nó không có mực. Mấy anh đép làm cái này là chưa tới nè. Thực ra cái trò quanh dung này á làm không có khó đâu. Đấy, đấy. Trời ơi, đi lộn đường, đi bên đây mới đúng. Và chắc chuyển qua cây súng ngắm nữa là đây, súng ngắm của chúng ta đây. Có cái nào nữa không? Biết chừng nào mới đủ 1000 tiền trời. Cảm giác bên này có cái gì á. Bên này đâu có cái gì đâu. Put my money on the squid-faced creep. Jerk! Yeah! Yeah! Không có mười mấy máu à? Không sao. Is that what you call this? Sốt nào ta? Không đi tiếp thôi. Tôi ghét những cái trò gắn săn mồi này. Đứng dòm cái nó cũng quẹt chúng đó. Ê
phải thì nó bắn bể cái cục đó luôn, trong khi nãy giờ nó bắn mấy cái trước đó, thì chỉ có cháy cái cục đó thôi, nó không có bể. Còn bây giờ thì nó bể luôn rồi. Nè, nó bắn cái bể cục đó luôn. Ủa xong bể. Kỹ thuật cinema tách rồi, chuẩn bị chiến chùm nữa rồi. Cái tay bên phải của mình nó thành màu đỏ luôn nè. That's the ambassador? He looks bigger on the posters. Come, we should leave before it's too late. There's a lot I must explain to you. Nó đi rồi, đi gì đó. Thêm cái áo tròn vô là thành anh tướng rồi. Despite our efforts, Data Bay has fallen to evil. Mình là nhân vật cốt cán gì mà lại đi được tới đây được đó. Nãy giờ tính ra xong cái tutorial rồi đó. Flagship bots. Thank you for joining me. And we still don't know why. Yes, you have my sincere apologies. There was no time to discuss this on Data Bay. Không có thời gian để thảo luận về cái vụ trên hòn đảo đó. It seems Evilware found the information he was looking for. Tụi Evil quay đó đã tìm thấy cái thông tin mà tụi nó cần thiết rồi. You must understand, as the ambassador, my role in the universe. Dạng như là mình là bên cái thiết lưng lực của vũ trụ. Giữ mọi thứ đi ổn hòa bình. And why should I care? Putting aside the fact that I only requested Exe, you both saw Evilware on Data Bay. He destroyed Data Bay to acquire classified information with no remorse, and he can do so much worse. Evilware? You mean that big creepy guy with a squid head? Yes, a long time ago, Evilware served the algorithm. He was our greatest scientist. He spent years working to unlock the secret of time travel. The secret is the artifact. Cổ vật để mà dịch chuyển được thời gian. The artifact is no legend, Exe. The algorithm discovered it. Cổ vật này là không phải là đầy đồn trong truyền thuyết đâu. Người ta đã tìm ra nó một thời gian trước. It drove him mad. He became deluded, erratic, hostile. Bây giờ thì cái Evil Gao đó đang phân tích cái cổ vật này tìm cách chế tạo nó. So by the authority of the algorithm, I gave Evilware a choice. Abandon his research or be terminated. Từ bỏ cái nghiên cứu và cầu phá hủy nó, bên này đưa ra cái thiết quân lực cho ông kia, và bên này kia thấy nào nó cũng tất nhiên là không đồng ý rồi. I was a fool. Evilware fled to a planet outside the algorithm's reach. Ever since, he's been building his awful army and plotting to acquire the artifact. What does all this exposition have to do with us? Did it seriously never occur to you that a guy called Evilware could be, well, evil? Evilware is tenacious. He's willing to tear the universe apart to get a hold of the artifact. Unless we stop him. We? I hadn't planned to involve you in this shipset. But with your extensive internal database, you might be of some use on this mission. But most importantly, the legendary Exe. Ruthless fighter, master hacker. Master hacker. I'm certain that you want nothing to do with us, but the stakes are too high. This goes beyond personal matters. Chúng ta là hacker, nhưng mà chúng ta lại cầm súng bắn nhiều hơn là hành động. Against the universe. With your help, we can win. Wait. None of this is my business. Yeah, I'm nobody's lackey. Of course not.
This isn't a one-sided deal. If you help me stop Evilware from acquiring the artifact, I will pardon all of your past misdeeds. You'll be free bots. Tempting. But bây giờ nếu như mình giúp ổng thì ổng tẩy trắng cái quá khứ mình luôn. Không cần phải trốn khỏi cái nhà tù. Nghe hơi dữ dội tí. If it's money that you want, then I can provide you with a lifetime of it. After all, what's a few bot coins compared to the fate of the universe? Muốn làm con lính tôm tép hay là muốn làm cái vị cứu tinh của vũ trụ này? Would you excuse me for just like one second? Rồi, thảo luận một giây đi, đồng ý là được. I know we don't know each other very well, and I know you probably never want to see me ever again. But money! A bottomless supply of bot coins! Just imagine what you could do with that kind of cash. Hãy tưởng tượng bạn có thể tạo ra tiền. I will not be a pawn for the algorithm. Tôi không phải con tốt của algorithm đâu. Working with that drone. I'm not a drone. You won't just be serving the algorithm, Exy. You'll be serving the entire universe. Every robot living in peace. Có khả năng chừng cuối là algorithm gì đó. The choice is yours. Come on, Exy. If you won't do it for the money or the algorithm, then do it for, I don't know, the greater good, friendship. That doesn't matter. Just give me a solid reason to care about this. Don't you get it? If Evilware succeeds, the entire universe as we know it will be wiped out, yourself included. Để cái Evilware mà thành công thì cái vũ trụ này nó tàn luôn. Cả người cũng nằm trong đó nữa. Bây giờ chỉ có một cái hy vọng thôi. Nhưng mà tự nhiên sao lại ngồi mình đó? Mình là master hacker có giá gì đó. I get my freedom and you get off my back for the rest of eternity, then I'll do it. You just want this so-called cái tiền thưởng là treo trên cái đầu mình. Cái đầu mình bị treo tiền thưởng cũng hơi bị cao á. Fine, but I don't work for you. I don't take orders from you. If I'm doing this, I'm doing it my way. Your methods are of no concern as long as you stop Evilware and take the drone with you. I'm sure there's more to him than it seems. Cái con drone này tôi nghĩ nó là không phải trùng hợp trên tàu với mình đâu. So we're doing this. Nếu tôi là ông đẹp á, tôi sẽ giết cốt truyện như thế này nè. Cái ông này ông muốn lấy cái cổ vật nên mới gầy bẫy như mình. Cái bẫy đó gầy từ đầu luôn. Từ từ phân tích này nha. Cái bên của ông này là bên thiết lương vực của vũ trụ đi. Ông muốn cái cổ vật đó nên mới gầy mình vô cái tình huống này. Ông gầy từ đầu luôn là cái con robot này ông gầy chung cái tàu với mình luôn nè. Để lấy cái đồng tin của mình trước. That vessel is one of the algorithm's best vessels. Ooh, so this thing valuable. I bet I could sell it for a buttload of bot coins. If you so much as scratch that ship's paintwork. Tôi nghĩ cái con robot là cũng mà nội gián cũng gài vô cho mình đó. Chứ không phải là nó đi ngẫu nhiên, nó tình cờ, nó chung cái tàu với mình từ đầu đó. Để nó đi chung với mình một thời gian á. That is material. Evilware is already trying nó to củng cố niềm tin của mình trước cái nào. You must stop him at any cost. Mình cần phải tìm cái lỗi của hành tinh này đã. If Evilware detects my presence, he'll know we're trying to stop him. Don't let me down, bots. What the? Hey! He just left us here! Is he crazy? Mấy hồi đó đi dịch chuyển đi, nó bỏ mình đây à. I can still hear you over the radio. You should focus on avoiding the asteroids. Mấy cục đá gì không mà né, nó cảm giác rất khó nha, nó không có trên dưới trái phải vậy đó. This Evilware is really pulling out the big guns. Yes, that is why you have to disable his ships. You bots do know that ship has lasers, don't you? Yay! Bắn cái gì ông? Well, well, well. I spy with my giant eye. Two annoying bots on my tail. So much for flying under his radar. Hello, little ship. Who do you belong to? You might want to leave this quadrant. Don't let him intimidate you. Stay on course and shut him down. I don't see you changing course. That must mean you have a death wish. Trời ơi, đừng có nói chuyện trong lúc mà đang tập trung đi game không có hơi động không được đâu. Come on, Exy, let me have a try at those lasers. In your dreams. Đã mù tiếng Anh rồi mà nó còn bắt mình đọc chữ trong lúc mình chơi game FPS đang tập trung cao độ ấy đó. Ta tính tội anh ơi, nhiều quá vậy. Ah, there's too many of them.
Evilware's army. You focus on the mission. Ambassador, I knew you were behind this. Công nhận game này nó làm nhiều thể loại tích hợp vô chơi cũng khá là thú vị luôn. Đã phép á. They have you surrounded, Exe. Dive down and lead them to the ring. That's your only way out of this. Cơ bản mấy cái màn này nó giống như một cái trò mini game trong tổng thể game đó. Like bugs on a windshield. It's working. We're losing them. Chóng mặt quá, chóng mặt quá. Calm down. I'm trying to focus on not crashing. Bây giờ đang lái dâu vậy nè anh ơi. Ơi, ơi. Ơi, vừa lái tàu vừa phải né đạn, vừa phải bắn nó, vừa phải độc thoại nữa. Ơi. À. Made a dent in his forces, but this isn't over yet. Nó hồi nào nha. You nhưng mà hồi nó cầm orbital cannons before they destroy materia. Mình gọi phá hủy mấy này trước khi nó phá hủy cái lõi của cái hành tinh. Hey, don't touch my stuff. Đừng có đụng vào đồ của tao. There, those energy regulators. I mean, the glowing spheres. Shoot them now. Đến lượt kinh tế. Bây giờ rồi game dễ rồi một hình mình bái con tàu vũ trụ mà cân mấy chục hàng ấy ấy để gì mà còn việc luôn bắt ba cái chiến hạm của nó nữa chứ. Hey, got on his nerves. Now, take out the big one. Giờ bắn thằng mũi lên. No! Not the big one! Yes, the big one! You can't! It's indestructible! You worthless bucket brains! Stop blowing up! Don't stop, boss! Đau! Ây! Đi hai là gì? Why, ambassador? Why must you always interfere with my plan? You're out of your mind, Evilware. This obsession for the artifact has driven you insane. No, your tiny mind just can't fathom the artifact's true potential. Ủa, số 19 là làm sao ta? Đi à, lấy tạo gì kỳ anh, lấy kiểu đéo gì. Cái nha, bắt đầu lên từ đầu luôn. Why, ambassador? Why must you always interfere with my plan?
out of your mind, Ilware. This obsession for the artifact has driven you insane. No! Your tiny mind just can't fathom the artifact's true potential! Hey. Cái phá đó sao mày lấy nó được? Rồi, xong. No! Đồ gì chả dết cái gì? No. À, cái đầu bạch tuộc đây đó. You abandoned me and tried to steal my life's work. But soon I will have my revenge. Soon I will be the true master of time. Chúa tể vũ trụ, chúa tể thời gian. What? The data has been decrypted, my lord. We found the artifact. Rồi, cái tin nhắn đã được mã hóa thành công rồi. Chúng ta đã tìm thấy được cái mà cổ vật đó. Nó nằm ở trên mặt phẳng của hành tinh nữa. You see, ambassador. Mày thấy chứ, cái lũ ambassador kìa. Tất cả những công cốc của mày. Cuối cùng ta đã ghi mã thành công cái tín hiệu từ cái bộ lỗi đó. Finally, I'll achieve my destiny. My lord, thing is, the artifact is contained by an unbreakable seal. Cái artifact được bảo vệ bởi cái lớp siêu không bị phá vỡ. Well, not you. Someone who still can. Không phải mày đâu. Ai đó có thể làm được đó. Soon I'll have my revenge. Cái thằng này phản diện mà nó như trẻ con vậy. We've been hit by debris. We're on a collision course. We're losing altitude. We're gonna crash. Hold on, Nancy. Hold on. Giờ chắc mình nên bề mặt rồi chiếm cái cổ vật cái này thôi. We're going down. Stop yelling and brace for impact. Pull up and be please. I'm too poor to die. Ambassador, we got hit by debris in the blast. We're losing altitude fast. 400 feet. 300, 200, 100. Mới giờ có 1 tiếng rồi mà nãy giờ phá banh hai con tàu rồi đó, cứ đáp xuống là bể tàu. Yeah, I can hear you. Come on, Potts. Don't fall apart on me now. Fatal system error. Code 230. Kết nối với hệ thống quản trị. Wake up, ship set. We're fine. But your best vessel is scrap metal. What's the plan now? Cái con tàu tuyệt vời nhất thì bây giờ nó đã làm thấu cái đống sắt vụn rồi. Ông này đã đánh dấu cái cổ vật kia đó. Có khả năng ông lợi dụng cái mà master hacker của mình đó, bậc thầy chúa tể hacking của mình đó, ông hoàng độc lệnh đó, để phá bỏ cái lớp kim bảo vệ đó. The grappling hook should prove useful to traverse material surface. The grappling hook, I get. But how is a rocket launcher for survival? It's useful in volatile environments. You can use it to avoid the magnetic mines of the cross material. So, take it. It's yours. Nice! Cái gì đấy? Ê. Okay, created the perfect place to hide the artifact. Yeah, that's definitely the takeaway from destroying an entire ecosystem. I thought so too. That said, the remaining builder bots are most likely corroded past the point of reason. They might attack you too.
I wasn't really agreeing with... Jeez, this guy's clueless! Yeah. Chỉ là đường đó sai rồi. Trời ơi, đi bắt đầu lại từ khúc này luôn. Thôi rồi. Nãy không hiện, giờ mới hiện. Cái dây thần này chuyển động cũng không có mượt lắm, nhưng mà nó kết hợp với cái việc mà chạy nhảy như thế này cũng ổn. So, the water can kill us, the bombs can kill us, the mines can kill us. Is there anything else here that can kill us? Well, don't forget that you'll be facing Evilware and his army. Oh, gee, that's right. I'd almost forgotten about them. That guy is everywhere. I wish I had that much power. Boy, jump. Look, that must be a builder bot. That thing is so dinky! I have an idea. Shipset, whoa! I choose you. Hey, what are you doing? Shipset, I chose you. Kiểm giác như cái gì giống hình Pokemon á. This is quite satisfying. Care to make a wager? 10 bucks on Shipset. Nah, sure. My money's on the builder bot. Yeah, đau anh ơi. Ôi ôi ôi. Dạ. Chuyển thành game đối kháng rồi, Pikachu có chọn cậu thiệt. Ôi, game dễ, game dễ. Ủa, đi đâu ra? Ủa đâu? Cái chỗ đó mình đi qua mà. Ây da. Rồi sao mà lên? Con game khốn nạn. Nothing to worry about, Shipset. This area has been designated considerable risk. Speak for yourself. This is highly dangerous, at least. I have the map right here, Shipset, and it clearly states considerable risk. Well, Mr. I Can Read, we're actually here. And I'm telling you, this place is highly dangerous, thanks to all your stupid mining. Hóc hóc hóc, hóc trà dữ thiệt á. Chạy chạy chạy. Ơi ơi. Phải. I hit.
gắn săn mồi. You're heading towards one of our old labs. At one time we studied the Freeborns, an ancient... Boring! If I wanted a history lesson, I'd stick my head in a data cube. Very well. Rồi đi đâu nữa giờ anh? Có cái thằng năng ở đây rồi đi đâu nữa giờ? À. Wow, an old lab. Oh, they must have been studying something here. I wonder what it was. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ có 3 cây cột còn nguyên thôi, là 5, 4, 2. Ủa bên này cũng còn nữa hả? Game giải đố à. Anh cấp ghê cái câu đố dòng logic ít cáp cái tao. Trời ơi. Cái chuyển động mà chạm như này nó làm không mượt bằng Titanfall 2. Không thể nào mượt bằng luôn. Nó cắt quá nhiều cái khung cảnh đây. Trời ơi. Ê ơi. Cái gì nè. Trời ơi, game hack gáp sẽ tự động đóng. Anh ơi là anh Akimbot ơi, em đang bay múa nhảy mượt mà. Game này cũng thú vị hết chứ. Nãy giờ chơi là nó cứ mở ra tính năng mới liên tục cho mình luôn. CNC giống mà các CNC quá à. Tiếng game mở lên nó lớn quá. Excavation fortress. Evil Ware's forces are already stationed in the area. I see you! I won't let you get in my way this time, Ambassador! Intruders in the swamp! Destroy them! Dừng cục máu nè, không cần tới luôn á. Có hát bọng gì nó không? Không. Well, our upgrade will not disappoint. Ever considered the invisible muzzle flash? Perfect for, well, absolutely nothing. Let's charge more cash.
This should do it. Ủa, đi về cái vòng lab đi đường nào? À, đường này. Rồi, các cảnh đấu chùm. Giết tờ luôn á. Đây là những con bot làm lại cái hầm mỏ này. Send us home, evilware. Very well. If you truly wish for the great evilware to send you home. Rồi xong, nó tàn sát luôn á, cứ gửi mà về nhà hả? Stand still and prepare to negotiate. Thanh thanh. Rồi rồi, nghe. Guess it's time to join the negotiation. Cái gì cái gì? Rồi nữa anh. Trời ơi, thiệt tình con game hôm nay. Thôi hôm nay tạm ngưng ở đây đi. Cũng khuya dữ rồi. Gần 11 giờ rồi. Có thời gian chơi tiếp game này. Game nó rất là thú vị nha. Tuy nhiên nãy giờ tôi bị gắt 2 lần rồi đó. Không biết tại sao nữa. Cho tôi gôn nè. Mà mỗi lần nó báo một cái lỗi gắt khác nhau. Cái bối cảnh game đó cũng giống như bối cảnh vũ trụ của con game này nè. Anh em nhìn cái hình nền nè. Anh em biết cái hình nền này trong con game gì không? Con game có con mèo mà nó đi lang thang vào thế giới của bố á. Stay home, stay home gì á. Tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà cái hình ảnh nó liên quan cũng na ná nhau á. Sẽ chơi cát phải không ta? Khoảng này không? Không không không. Quên tiêu rồi. Nó cũng là cái con mèo đi vào cái thế giới Robo này. Xong cái thành phố này. Thì cái bối cảnh Robo nó cũng giống Cyberpunk, giống game nãy đó. Rồi có thời gian để chơi tiếp. Con game này rất là hay. Bắn súng chuyển động rất là mượt mà. Yếu tố hành động chạy nhảy rồi cái hệ thống kho vũ khí cũng tương đối ổn. Kho vũ khí thì hơi vàng tí nhưng mà mỗi cái nó đều có chức năng riêng. Như cây súng trường của mình là đánh vào số đông, những cái con yếu máu mà số lượng đông như để phá thùng hay là mấy con quái nhỏ nhỏ vậy. Cây súng đặc biệt của mình là chú quy thì nó bắn cái lượng đạn giới hạn thôi. Còn cây súng thứ hai là cái súng sniper, súng nhắm á, nơi bắn những cái mục tiêu cái tầm xa, cố gắng one shot one hit thì nó bắn rất là chậm nhưng mà nó bắn one hit cũng mạnh. Cái cây thứ ba của mình á là cái cây mà như súng phóng lựu chuyên gia để phá giáp và tấn công AOE phạm vi rộng. Ngoài ra thì trong cái kho súng đặc biệt á, thì nó có cây súng phun độc rồi mấy cây súng khác nữa. Tôi mới thử cây súng lục thôi, có thời gian tôi chơi tiếp một vài game nữa. Sắp tới thì sẽ chơi con giải đố này nè. Iron Map này nè, Iron Map này cũng thú vị lắm. Nó dạng như trang như con game Concha chứ. Đây cho anh em xem luôn, dù sao cũng video còn dài nên chúng ta lẩm nhẩm tí đi. Game này thì đến cuối tháng này nó mới ra lận nè. Cuối tháng này mới ra được, nhưng mà muốn chơi lúc nào thì cũng được. Nào rảnh thì chơi, anh em nhìn con game này nó giống con cha hồi xưa chúng ta chơi á. Đó. Gần như là y hệt 100% luôn. Nó chỉ khác là cái gói lối chơi gameplay với đồ họa là gần như giống hình luôn á. Anh em nào hoài cổ có thể thử con game này. Nhìn nó cũng đã ha. Cảm giác mà hồi xưa chơi trên máy băng, điện tử băng này rồi qua. Còn ngoài net tiếng 3.000, 2.500 đó. Hồi xưa tôi chơi là tiếng có 500 đến 1.000 thôi. Sau này nó lên giá tiền lên tới 1.500 là cao cấp rồi đó. Game hay phết. Mấy con game này á thì đây, hai con game này thì tôi mua trên GOG nè. Giá nó cũng cực kỳ rẻ luôn. Tính ra là trên GOG tôi mua cái chục con game chứ. Nó chỉ có hai bản 20.000 Việt Nam đồng thôi. Giá rất là rẻ để chúng ta chơi. Summer City thì chơi rồi. Con game này playtest thì tôi cũng thử qua rồi, khá là ổn. Lipland này thì mới bản demo thôi. Hai này bản demo, ba này bản demo, có thời gian thử thì được chơi. Game này nó đã ra phiên bản 1.0 rồi nè. Nên anh em có thời gian thử mà mấy con thủ thành nào chơi cũng vui đó. Nó ra bản 1.0 rồi. Tôi không biết bản 1.0 này nó có cập nhật gì không. Tuy nhiên giá nó nhảy lên khá là cao. 385.000. Giá kinh phết luôn á. Hồi trước giá chỉ có khoảng 220 thôi. Bây giờ giá nó lên gấp rưỡi rồi. Giá thì cũng cao phết. Ngoài ra nó cũng vài cái yếu tố thủ thành thôi. Gần đây thì đánh giá cũng rất là tích cực, cũng tương đối ổn. 1.0 nó ra mắt vào ngày 10. Ủa chưa ra 1.0 nữa đâu. Chưa ra.
cái phiên bản test của tôi á, dev đưa ra cái bản chơi sớm thì tôi đã chơi được bản 1.0 cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên không biết chừng nào mới chính thức ra mắt trên này thôi. Chắc cũng sớm thôi. Ngoài ra thì hôm nay là ngày 9 à. Anh em xem video này thì lúc này con game này nó đã ra mắt là bản 1.0 luôn rồi, Satisfactory. Đó, hôm nay là ngày 9 tháng 9 là tới ngày 10 bán là ngày mai á. Lúc tôi đăng cái video này thì chắc tầm 11, 13, 15 gì chẳng hạn. Thì lúc đó nó đã ra mắt một con game nữa. Ra mắt một con game phiên bản chính thức nữa là con này, lên 1.0, có tiếng Việt trong game luôn. Tuy nhiên hồi tôi chơi là khoảng 4 5 năm trước nha. Game này nó ra cũng lâu lắm rồi, 2020 nè, tôi chơi cũng khoảng 4 năm trước đó. Thì cái tiếng Việt trong con game này nó dịch cực kỳ tệ hại luôn. Còn thua cả Google dịch nữa. Thậm chí Google dịch đó, đôi khi nó còn mượt mà hơn. Nên đây nè, vẫn chưa biết có nên tăng giá 1.0 không, nên em chơi game này cố gắng chơi tiếng Anh đi, tại vì em tra cứu và xây dựng cái mô hình nó nhiều lắm, game này tôi chơi cũng rất là nhiều. Chơi tiếng này nè. Đó. Thì bây giờ nó chuẩn bị ra 1.0 rồi, dev cũng bảo là chưa biết có tăng giá hay không. Nhưng mà giá này có thể là đã tăng rồi đó, 470.000 hả, để tôi coi đây. 470.000 nó đã tăng hai lần luôn rồi. Lần ban đầu thì nó chỉ 250 thôi, sau đó nó tăng lên 385, bây giờ nó tăng lên 470.000. Hơi khó, giá này tôi nghĩ là cũng hơi cao trong game này á. Nếu như nó giảm giá khoảng 30% thì em có thể cân nhắc. Còn nếu như em thích cái dòng game này quá thì có thể thử. Đây, phiên bản 1.0 sẽ thêm rất là nhiều content luôn. Ra mắt vào ngày 10 tháng 9 là ngày mai ngày mốt. Thì sắp tới cũng khá nhiều game để chúng ta chơi. Thôi, hôm nay gần ở đây thôi. Con game Akinbot này chơi rất là thú vị nha. Mỗi tội nó hay gát quá tôi cũng chả biết tại sao nữa. Rồi ok, bye bye anh em.